Được là cơn gió phiêu du, nguyện lòng anh giữ yêu thương dù mong manh thoáng dày giữa dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu rõ miên man một lần dần chân giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh rồi buồn là xót xa khóc nghẹn, tìm nơi đâu yên bình vì tình yêu với danh vọng quá vô tình, đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài vì anh tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện xin giữ chân vững, xóa tan lỗi lầm khổ đau trốn sau bao tổn thương, nghẹn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Nghe nói bên Nam Thiên còn trống cái ghế giám đốc kinh doanh đúng không? Tôi tưởng cậu có ý định qua đó làm cho ba vợ chứ. Làm sao con có thể làm chuyện đó được? Con theo chú bao nhiêu năm nay, con không thể nào bỏ Hà Giang đi qua đó được. Cậu nói cũng đúng ha. Hà Giang đang cần cậu mà, tội gì phải qua bên đó khúm núm lệ thuộc, phải không? Con được sự hướng dẫn của chú bao nhiêu năm nay mới được như bây giờ. Con nhất định một lòng một dạ với Hà Giang. Thì đó, cậu với con Yến mà thành đôi á thì cũng đâu có xảy ra chuyện rắc rối như vậy. Tôi bây giờ vì tình cảm của con Yến á nên phải kết thông gia với lại kẻ mà tôi không có ưa, lại hợp tác chung nữa, mà làm ăn chung á không biết là tới đâu không, mà cái dự án đăng khôi phải ngưng lại, chắc là có điểm xấu rồi. Dạ con xin lỗi chú. Thôi cậu đi làm đi, cho tôi gửi lời thăm mẹ vợ của cậu nghe. Dạ. Cậu theo dõi thằng Khôi đi, nghe ngóng tình hình vợ chồng nó ra sao, rồi coi việc làm của vợ nó bên Nam Thiên nữa. Cũng biết quay đầu là bờ sao. Để coi, cũng có việc để cậu thể hiện đó. Mẹ. Gì con? Mẹ bị nhức chân hay sao? Sao mẹ không lên giường nằm ngủ? Trời đất ơi, ngồi xuống đi con. Chân mẹ chưa bao giờ khỏe như lúc này. Xương khớp mẹ tốt lắm. Chỉ có cái tự nhiên cái là nó, trong người nó hồi hộp cái nó vậy đó con. Mẹ hồi hộp quá. Hồi hộp cái chuyện hẹn hò của Hoàng Oanh tối nay mà. À, vậy là bé Oanh nhờ mẹ cái vụ coi mắt đó hả? Còn mẹ thì lại nhờ Xuân Phong để tìm chỗ hẹn hò cho nó. Mà sao hai đứa này nó không hẹn hò với nhau ta? Chứ con cũng vừa bụng cậu Xuân Phong đó lắm á. Con cũng thấy vậy à? Dạ. Ở trong nhà này ai cũng thấy vậy á. Mẹ cũng thấy nữa. Mà có điều mẹ ngạc nhiên sao hai đứa này nó không chịu tiến tới với nhau thôi à. Con nghĩ chắc tại Xuân Phong nó ngại. Hoàng Oanh nó là em gái của Hoàng Thiên.
Mà Hoàng Oanh á thì lại không biết là tình thương của mình dành cho Xuân Phong như theo kiểu tình anh em hay là tình yêu trai gái đó mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Nếu mà con không đổ bệnh á thì chắc chắn là những cái chuyện này à cũng có lúc á Hoàng Oanh nó sẽ chia sẻ với con nè. Trời ơi, biết đâu là cỡ tuổi này là con bế con bồng rồi đó chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý muốn nói vậy. Không sao đâu mẹ, là lỗi do con mà. Con sẽ cố gắng để mà bù đắp cho hai anh em đó. Con à, khi mà mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện của các con, mẹ cũng không biết là mình đúng hay sai nữa. Cho nên bây giờ á, đối với mấy tụi nhỏ, để tụi nó tự quyết định đi con. Hãy nó sai nó sửa. Ha. Dạ. Thằng quỷ này làm gì gọi bắt máy vậy? Ba cái hồ sơ này giờ giải quyết sao đây? Lum tùm la hết vậy. Dừng lại đi Quỳnh. Nghe em nói nè. Cái gì? Quỳnh, nghe nói nè. Anh phá buổi hẹn hò em chưa đủ hả? Lời nội kêu anh sắp xếp cuộc hẹn đó cho em. Anh có tìm hiểu kỹ rồi. Tên đó là tên Lăng Nhăn. Anh đi theo lo cho em thôi. Anh ta Lăng Nhăn thì sao? Biết đâu sau khi quen em anh ta sẽ thay đổi. Anh thấy anh hai không? Chẳng phải anh hai cũng là một người Lăng Nhăn sao? Bây giờ anh hai và chị Hải Yến đang rất hạnh phúc. Anh không thấy hả? Anh hai của em khác, tên đó khác. Khác trong chỗ nào? Nó coi như món đồ chơi, gọi điện khoe với bạn bè. Chưa kể, nó dám coi thường em, coi em là hạng gái dễ dãi. Anh tức quá cho nên đánh nó. Cái gì vậy? Nhưng mà anh ta là người nội chọn được giới thiệu cho em. Còn anh nữa, anh là người sắp xếp cái chỗ hẹn hò đó mà. Hai người làm cái gì vậy? Bộ hai người tính để mẹ nó tới già hả? Em ấy, anh chịu trách nhiệm cho. Anh chịu trách nhiệm? Anh đừng có coi em là con nít nữa được không vậy? Bộ anh tính quẹt em suốt đời hả? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức đưa đón đi học mỗi ngày. Anh là anh hùng rơm, đánh ngay với bọn con trai chọc ghẹo em sao? Anh dạy học cho em, vừa muốn em được đi du học, vừa mong em có thể ở lại. Bao năm đi du học là bấy nhiêu năm, anh chỉ có thể giờ em nhớ giờ học online. Suốt ngày anh học cùng em là vì muốn giữ em cho riêng mình. Anh không hề kìm những con gái khác để quên em. Chẳng lẽ em không hiểu được sao? Là em không hiểu hay là anh không hiểu? Anh không hiểu là em đã thích anh từ hồi nhỏ xíu hả? Không, chính vì em thích anh cho nên em mới đợi cho anh dạy kèm em. Anh có biết những năm em đi du học ngày nào cũng nhớ đến anh không? Nhưng mà em làm được gì? Mỗi ngày em chỉ bị ôm gối khóc. Tất cả là tại anh. Tại anh hết. Tại sao anh không nói ra hả? Tại sao bây giờ anh mới nói hả? Anh ngốc hả? Anh không hiểu lòng em hả? Tại anh hết á.
Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Tại anh hết. Em viết thư tỏ tình với Hoàng Oanh hả? Dạ, đúng rồi anh. Anh là anh họ của Hoàng Oanh nè. Tư thư đây, anh tỏ tình giùm cho. Hả? Thật hả anh? Ừ. Cứ về lớp đi, rồi chờ hồi âm. Dạ, vậy. Cảm ơn anh họ giúp em nha. Không là học, yêu với đương. Hôm nay á, anh nhận lời đi uống trà sữa với em vui lắm á. Sao vậy? Thì anh học giỏi, ga lăng, hát hay. Mấy bạn nữ trong trường thích anh lắm á. À, mà anh có bạn gái chưa vậy? Anh Phong, tại sao đứng trà sữa? Không có rủ em hả? Giỡn mặt với em hả? Em chào chị. Em ngồi đây được không? Được có chứ. Có làm phiền gì hai người không? Ngồi đi. À, để anh giới thiệu. Đây là Phương, bạn cùng trường với anh. Em chào chị. Còn đây là Hoàng Oanh, em ruột của Hoàng Thiên, cùng trường với mình đó. Mà nè, nay em đi học về sớm vậy? Anh còn dám hỏi em nữa hả? Sao anh uống trà sữa mà không rủ em? Thì anh uống thử coi có ngon không, để lần sau dẫn em đi. Xạo dễ sợ. Nè, uống trà sữa không? Để anh đặt cho. Biết em uống cái gì mà kêu? Sao không biết? Trà sữa chân châu, nhiều chân châu, nhiều sữa, nhiều đường, nhiều thạch. Đúng không? Đúng là chỉ có anh hiểu em. Lát hồi uống trà sữa xong á, anh có đi đâu nữa không vậy? Không. Chờ em về được không? Được chứ. Tại vì bà nội nói là bà nội nhớ anh á. Ừ. Ôi mà khoan đã, anh nhớ ngày hôm nay em học thêm môn hóa và môn toán mà. Thôi em không đi học đâu. Em thấy á, anh giảng bài dễ hiểu hơn. Vậy thì em học thêm làm gì nữa, đúng không? Thôi được rồi, vậy anh chịu khổ hơn chút xíu nữa. Thôi đi kêu trà sữa cho em đi. Ờ hả? Trà sữa ở đây ngon không chị? Để em uống thử xem ly của anh Phong có ngon không. Ngon quá hả? Ok, tôi biết rồi, làm đi. Con à, nhớ là phải ăn uống đủ bữa nha, giữ sức khỏe cẩn thận đó, nghe chưa? Trời ơi, mẹ ơi, nó lớn rồi chứ còn nít đâu mà. Nội, con muốn đi du học đâu nội. Nội cho con ở nhà với mọi người đi nội. Con gái, con lớn rồi đó, môi trường bên đó sẽ giúp con trưởng thành hơn, với lại qua đó học ngành của con cũng tốt hơn mà. Phong nó nói nó không đổi giờ làm được, chắc nó không tới tiễn em đâu. Nội, con đi đâu nội ơi. Qua nó buồn chán lắm, nội cho con ở nhà đi nội. Thôi đi học đi con, đi nhanh đi, đi trễ giờ bây giờ. À, con à, ba với anh nói đúng đó. Con còn nhỏ còn phải đi học để có thêm kiến thức mà. Học chừng vài năm rồi con về với nội. Nhớ là phải về với nội nha. Chứ không có được mà ở bên đó mấy năm xong rồi về dẫn một cậu rể Tây về là nội không có chịu đâu đó. Con không có lấy Tây đâu. Con không có đi xa gia đình đâu nội. Nội nói với ba một tiếng cho con ở nhà đi nội. Con gái,
Đi ra sân bay đi con, để trễ giờ bay bây giờ. Thiên, đưa em ra sân bay đi. Công chúa ơi, đi có mấy năm rồi, về làm gì đi luôn vậy? Thôi đi đi. Đi, để trễ giờ bay bây giờ. Đi đi con. Thôi đi đi. Có cần thiết phải cho cháu nó đi vậy không? Nó còn nhỏ quá mà. Phải cho nó đi học chứ mẹ. Cũng vì tương lai của nó thôi mà. Nội ơi. Để. Nội sẽ gọi điện cho con. Nội gọi điện thường xuyên nha. Đi nha nội. Nội. Anh xin lỗi vì đã không đến để tiễn em đi. Đi nhanh rồi về với anh nha. Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Con nè, sao hôm nay tự nhiên có người dậy sớm làm giường vậy nè? À, vậy sao cũng có người sớm nũng nịu tôi vậy ta? Tại vì có chuyện muốn tâm sự á. Nè, chuyện anh gì? Đây, con có chuyện muốn nói với mẹ nè. Đi. Sao? Chuyện coi mắt của con đúng không? Rồi con có vừa mắt người ta không? Rồi, mẹ phải hỏi con là người ta có vừa mắt con không chứ. Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn. Sao? Con có người tỏ tình với con đó. Phải là cái người mà mẹ biết không? Con chưa nói cho mẹ biết sao mẹ biết được. Con nhớ là con đâu có nói với ai là anh Phong tỏ tình với con đâu. Sao mẹ biết được? Ủa? Thì mẹ đâu có nói tên người đó ra đâu. Tự con khai ra mà. Mẹ. Thôi nè, mẹ thấy là cậu đó cũng được. Mẹ ủng hộ con đó. Thiệt hả mẹ? Mà con chỉ có mới nói một mình mẹ biết à. Còn mọi người trong nhà không ai biết hết trơn. Con cũng không biết là mọi người sẽ phản ứng như thế nào nữa. Miễn con hạnh phúc là được rồi. Đừng quan tâm đến những phản ứng của người khác. Đi làm đi, trễ giờ là bị điều trừ lương đó. Trời, công ty nhà mình mà ai dám trừ lương con. Thôi con đi làm nha. Con thương mẹ nhé. Con đi nha. Con đi nha mẹ. Ông thấy dự án ở Đà Nẵng này sao? Tôi thấy lời mời này cũng được chứ hả? Làm gì vậy đâu? Bị điên hả? Nghe tôi nói gì không? Ai cắn rách môi ông hay gì cũng rờ rờ lên cái miệng hoài vậy hả? Có nghe tôi nói gì không? Nghe gì? Dự án đó nếu mà ông làm thì là dự án đầu tiên của chúng ta trong cương vị mới, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Dĩ nhiên là phải cẩn trọng và cố gắng rồi. Tôi phải chứng minh cho ba tôi thấy là tôi không có ăn mai trong cái dự án đăng khôi này.
thực lực của tôi gấp 10 lần như vậy á. Nếu mà làm gì để chứng minh với ba của ông á thì thôi, đừng làm. Ông làm dự án này là phải vì Nam Thiên, chứ không phải vì ai hết. Nói chơi vậy thôi, tôi đi chấp nhặt ba tôi làm gì? Dù sao cũng phải báo cáo tổng giám đốc một tiếng chứ, đúng không? Để coi tình hình tài chính sao. Đi tìm hiểu vụ này giùm tôi nha bạn. Go. Khu đất ở ngoài Đà Nẵng hả? Con nghĩ gì sao mà con đi xa vậy Thiên? Mấy dự án ở gần đây còn quản chưa xong nữa. Con sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng. Bên gửi lời mời cũng là đơn vị có uy tín. Ba yên tâm đi. Làm sao mà ba yên tâm được? Tình hình công ty bây giờ con biết mà. Bây giờ muốn đầu tư vô một dự án lớn như vậy đâu có dễ. Con biết là khó khăn, cho nên con mới bàn với ba. Nam Thiên cần những dự án giống như vậy để khôi phục lại. Con tin là bà nội sẽ ủng hộ con. Được. Nếu vậy thì con mang kế hoạch chi tiết cụ thể tới đây rồi nói chuyện. Ngựa non háo đá, nhận chức chưa được bao lâu đã muốn thể hiện rồi. Con làm chuyện này là vì Nam Thiên. Con cần phải chứng minh cho ai thấy hết. Con thể hiện đủ rồi ba. Con xin phép. Anh nên suy nghĩ thật kỹ. Tôi chỉ sợ tài chính công ty không kham nổi thôi. Để coi nó làm được cái gì. Anh tìm hiểu khu đất đó, nói Xuân Phong tác động đến nó giúp tôi. Dạ, tôi biết rồi. Tôi xin phép. Anh nghe đây. Anh có vô bệnh viện với em không? Em sợ ở trong đây một mình á. Anh đang lu bu công chuyện nhiều lắm. Em nói với mẹ đi. Nhưng mà mẹ đang... Em muốn ăn đồ ăn ở ngoài. Ăn đồ ăn ở bệnh viện em ngán lắm rồi. Em muốn ăn đồ ăn ở ngoài thì cứ order đem vô. Anh còn cuộc họp quan trọng nữa. Anh tắt máy đi. Alo. Con còn sợ tối nay phải ở đây một mình. Ba có mua đồ ăn cho con nè. Con cũng đang định gọi đồ ăn á. Ba đúng là hiểu ý con nhất. Con có mệt thì về nhà nghỉ đi. Để ba ở đây canh chừng mẹ là được rồi. Dạ. Công bằng trời tính. Dự án đang coi đang vận hành tốt thì lại có chuyện. Có chuyện gì? Anh về chưa? Sắp 10 giờ rồi đó. Anh đang bận lo công việc. Có chuyện gì thì ngày mai làm tiếp được không? Công việc mà em kêu để mai giải quyết là sao? Tại sao lúc nào em cũng càm ràm vậy? Em là vợ của anh, em lo cho anh như vậy là phải thôi. Vả lại bây giờ em còn phải chăm sóc người bệnh. Em rất là mệt mỏi, cần có người dựa dẫm. Anh không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng với em được sao? Lo xong việc anh về. Tới bây giờ mà còn cắm đầu làm việc để lấy lòng ba con nhỏ đó. Tôi sẽ không để cho các người yên ổn.
anh chạy vòng vòng mấy khách sạn khu này giùm tôi. Anh ơi, đắp vô giùm tôi. Con nào anh ngủ khách sạn đi rồi quen rồi đúng không? Tại sao em lại ở đây? Anh còn hỏi tôi nữa hả? Anh ngủ với con nào ở đây? Anh đi làm về khuya để quên chìa khóa không vô nhà được, với anh nghĩ là em đang chăm sóc cho mẹ, anh về làm gì? Anh nghĩ là tôi tin những gì anh nói sao? Đó là cái lý do của anh sao? Chứ lẽ anh đi nói với em là anh không muốn đi về nhà để cô chì triết tra hỏi tôi à? Anh luôn miệng nói là anh bỏ qua cho tôi, nhưng mà hễ có chuyện anh lại đem ra chì chiết tôi, làm nhục tôi. Còn anh thì đi vô đây ngủ với gái như vậy, anh nghĩ là anh hay lắm sao? Cô muốn nói gì với mẹ cô á thì cô nói cho mẹ cô biết hết đi. Anh hay lắm. Anh ngủ với con nào trong đây? Anh đừng có để tôi tìm ra nó. Anh buông ra coi, anh làm cái gì vậy hả? Anh làm cái gì? Cô có thấy không? Tôi phải gặp nó. Anh buông ra. Tôi đã nói là không. Đi vô hỏi. Đi. Đi đi. Ghen tuông mù quáng. Muốn gì đi về nhà nói. Ở đây chỗ đông người cơ mà. Đi vậy. Có chuyện gì vui đúng không? Tất nhiên rồi, anh La Cà lúc nào cũng thật nhiều niềm vui. Có chuyện gì thì nói với em nha, đừng có giấu. Xong sớm, người đầu tiên anh báo là em. Hai đứa nói chuyện bằng cái ngôn ngữ gì mà mẹ không có hiểu hết trơn vậy? Ngôn ngữ của những người trẻ thì làm sao mà mẹ hiểu hết được? Bây giờ anh đi thực hiện kế hoạch đây, quyết thắng. Quyết thắng. Quyết thắng. Yeah. Dạ yeah. Thưa ông mẹ con đi. Nó lại sắp dở trò gì đây? Không biết là có dính chút gen nào của tôi không nữa. Ông nói gì vậy? Nó không dính chút gen của ông. Không lẽ nó dính chút gen của hàng xóm à? Mà tôi nghi nha. Chuyện này thế nào nó cũng dính chút vì đó là có tình yêu trong đó. Chỉ có tình yêu nó mới làm cho con người lúc tỉnh lúc mê như vậy thôi. Bà đó, ngồi đó mà nghi ngờ. Theo sát nó đi, chứ nó ra ngoài lỡ yêu trúng con nhỏ nào á, không môn đăng hộ đối nữa. Giác cái bụng chình in về nhà, lúc đó tôi với bà trở tay không kịp à nha. Ờ ha. Thôi, ông đừng có lo, chuyện đó để tôi lo. Yến. Dạ. Còn với thằng Thiên sao rồi? Dạ thì cũng bình thường ba. Dạo này ảnh hơi bận cho nên là tụi con cũng ít gặp. Ừ. Ba thấy dạo này thằng Thiên nó có vẻ tập trung vô chuyện làm ăn của công ty đó. Hơ, nhìn con người ta mà ngẫm tới con mình. Ăn chơi đàn đúm, rồi bây giờ quen được con gái mình, quá ngon lành luôn. Còn thằng con trai mình, tôi thấy sao sao á, tôi bất an với thằng này quá. Ừ. Mà con Yến á, nó ruột thằng Khôi thì nó được cái mối thằng Thiên còn lời hơn như vậy nữa. Trời ơi mẹ, chuyện yêu đương chứ đâu phải là chuyện kinh doanh đâu mà lời với lỗ. Lại giờ anh Khôi cũng có vợ rồi, mẹ nói vậy tới tai vợ anh lại phiền. Con nói với con phù thủy đó đó hả? Mẹ trông cho hai đứa nó dính chặt với nhau, đừng có đi làm hại ai hết. Mà bây giờ chắc thằng Khôi nó tức dữ lắm ha. Con quen với thằng Thiên rồi sau này con về nhà của nó, con làm chị dâu của nó nữa. Mẹ hả dạ gì đâu luôn á, cho cái tội bắt nạt con gái của mẹ. Nó bây giờ có thời gian đâu mà nghĩ tới mấy chuyện đàn bà của mấy người. Dự án Đăng Khôi đang bị trục trặc ở phía bà Kim Ngọc ha. Uy tín á thì đang giảm sút, còn bị bên Nam Thiên coi thường nữa.
Trời ơi, vậy thì tốn cho con rể của mình quá rồi. Nè nè, nó đang làm cho công ty chồng bà đó nghe. Ủa, tôi quên, hai bên công ty dính dây mưa rễ má với nhau, tôi đâu có biết bên bên nào đâu. Nhưng mà thằng Thiên của mình cũng ổn quá rồi. Bà lo chuyện thằng Tùng đi, quan tâm chi vô mấy cái chuyện làm ăn của tôi. Nhiều chuyện quá. Ủa Trời, cái ông này tự nhiên kể cho tôi nghe, xong rồi nói tôi nhiều chuyện. Ngộ à. Miễn nè, ba con á, nhìn ổng có vẻ ưng thần Thiên dữ lắm rồi đó. Ổng xúi mẹ kêu hai đứa cứ lẹ lẹ đi. Chứ nhìn thằng Khôi á, là mẹ thấy mẹ ngứa mắt hả? Mẹ muốn ba con ổng đuổi khuất nó đi cho rồi. Nghĩ tới chuyện nói với con là mẹ... Thôi con đi làm đây. Nghe miệng nha. Yến, cái gì vậy trời? Ủa, tự nhiên tôi nói tới ai cái người đó cũng khó chịu bỏ đi hết trơn vậy? Ủa sao kỳ vậy? Cũng phải cho tôi có chính kiến trong cái nhà này chứ. Lạ nha. Em cố tình chọn màu đỏ cho anh để anh gặp nhiều may mắn á. Em xin lỗi vì đã ghen tuông hồ đồ. Tại vì dạo này tâm trạng của em không được bình thường á. Với lại lúc đó sáng sớm ngủ dậy em không thấy anh đâu. Cả đêm em lại không ngủ ngon nữa. Cho nên em mới hành xử như vậy. Anh đừng có giận em nha. Anh chỉ sợ người ta chứng kiến cảnh em làm khùng làm điên, rồi người ta chụp hình post lên mạng, mình lại trò cười thiên hạ sao? Em muốn cái gì phải nói anh biết. Rồi nói khách sạn trích lục camera là biết anh làm cái gì liền. Vẫn là anh lo lắng cho em đúng không? Tại vì dạo này tâm trạng của em không được tốt á, cho nên là em có những cái hành xử nó không được đúng. Anh đừng có gì vậy mà lạnh nhạt với em. Em sợ lắm. Nghe đây. À, anh Khôi hả? Xin lỗi anh nha, em gọi lộn số. Không có gì. Nghe nói là dự án Đăng Khôi đang gặp trục trặc hả anh? Phải rồi. Vậy có khó khăn gì anh cứ gọi cho ba em nha. Đương nhiên, anh là người của Hà Giang mà. Dạ. Chào em. Tại sao Hải Yến lại gọi cho anh vào lúc sáng sớm như vậy? Hả? Chuyện công ty thôi mà, em làm gì vậy? Có phải chuyện của công ty thật không? Hay là tình cũ không rủ cũng tới? Hai người đang lén lút hẹn hò sau lưng tôi đúng không? Em bình tĩnh đi. Hải Yến nhận lời cầu hôn của Hoàng Thiên rồi. Em nghĩ anh còn cơ hội sao? Cơ hội hả? Anh còn nghĩ tới cơ hội? Vậy mà nó là không nghĩ gì hả? Thông tin của ông cũng nhanh lẹ lắm. Không hổ danh là thám tử lừng danh do bà nội tôi sắc phong nha. Đây chỉ là thông tin ban đầu thôi. Tôi đang dò la thêm các nhà đầu tư định nhảy vô. Nghe đâu Hà Giang cũng qua lại đó. Nhưng mà yên tâm đi, Hà Giang chưa đủ lực đâu. Chỉ đặt khá nhiều tâm huyết vào dự án Đăng Khôi rồi. Chuyện này bình thường mà bạn. Nam Thiên cũng vậy thôi. Đây là dự án tiềm năng. Thay vì mình phải đấu tranh với cả đống người thì cứ kêu gọi đầu tư thôi. Mỗi người góp vốn vô một ít, họ có lời thì mình cũng có lợi mà, đúng không? Vậy thì tụi mình phải đặt nhiều chất xám vào cho dự án lần này. Tôi phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới có được ít thông tin ở đó. Dự án Đăng Khôi đang gặp khó khăn. Tự nhiên ông Hà lại rút ông Khôi về. Chắc nhờ ông Khôi giúp cho dự án này rồi. Mà bao giờ tương lai cậu cũng lạ ha. Xảy ra bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn giữ hắn bên cạnh. Chưa kể Đăng Khôi còn là con của... Tại Yến. Yến muốn ba cậu giữ ông lại. Nhưng mà yên tâm đi,
ba vợ tôi cũng không phải người đơn giản đâu. Ông Khôi còn giá trị lợi dụng cho nên ông mới giữ ông lại thôi. Nhưng liên quan đến chuyện nhà vợ của ông để yên hả? Đời có dây có trả mà bạn. Ai gieo cái gì thì gặt cái đó thôi. Tôi cưới cổ, đâu cưới cả nhà cổ đâu. Lo chuyện nhà mình trước đi nha. Vậy thì ông lo kiếm biết nhà đầu tư đi. Tôi sẽ làm ban kế hoạch, đánh giá tất cả các thứ. Phải vẽ ra cái bánh thật ngon thì mới có nhiều nhà đầu tư nhảy vô ăn được. Mình cũng phải đánh cược lớn vụ này thôi. Nam Thiên bây giờ cũng khó khăn quá rồi. Tôi cũng không muốn ba tôi nói tôi là cái thằng ăn không ngồi rồi cũng làm được tích sự gì. Hay thiệt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà ông còn có thời gian đi yêu đương, đem về đủ thứ rắc rối. Xuất sắc. Không nói trước được đâu, chuyện tình yêu mà. Bớt nói chuyện tình yêu đi bạn. 30 tuổi đầu chưa mảnh tình dắt dai, mở miệng ra nói toàn chuyện tình yêu. Tôi thấy ông diễn giỏi chân á, trừ chuyện yêu đương ra thôi. Muốn học không? Đi theo anh chỉ cho một thời gian ngắn thôi, bảo đảm tình trường lai láng liền. Không mượn. Mà ông muốn coi chừng ông đó, coi chừng những mối tình cũ của ông sẽ quay trở lại tính sổ với ông đó. Mấy thằng cô đơn hay nói cái giọng đó lắm, kiểu bị ganh tị á. Lo làm việc đi, yêu đương gì cái tầm này. Lo yêu đương gì tầm này nữa, cầm điện thoại lên tính hẹn hò hay cái gì? Lo làm việc đi chứ. Trời ơi, ở trong phòng của mình mà mình nhức đầu quá ta. Thôi mình đi ra ngoài mình nói chuyện tình cảm, chứ không có mấy đứa cô đơn ngồi ở đây á, lát thấy mình nói chuyện tình cảm quá nổ não chết. À, Thiên, kiếm nhà đầu tư kìa. Thiên, không kiếm nhà đầu tư hả? Bỏ tài luôn á. Sếp kêu em làm bài gấp để cho kịp deadline trình cho sếp á. Anh biết không, thấy trong người mệt, thôi là mệt luôn. Vậy thì anh lỡ hẹn chứ biết sao bây giờ. Lỡ đi ăn rồi người yêu của tôi bị bệnh, tan nát trái tim tôi hết làm sao? Dẻo miệng vừa thôi. Chẳng qua là bận gì đúng không? Hơi bận tí. Tại vì anh với lại Xuân Phong đang chuẩn bị dự án ở Đà Nẵng á mà. Người yêu của em chăm chỉ như vậy là ngoan lắm rồi. Anh bận gì thì làm đi nha. Xin lỗi em nha, thời gian này anh không gặp em nhiều được. Tại vì cái dự án này cũng quan trọng với Nam Thiên á, anh không dám bỏ bê. Em biết rồi, cố gắng lên nha. Người yêu của em yêu anh nhiều lắm. Cố gắng lên nha. Người yêu của em yêu anh nhiều lắm. Sao mà mấy người đang yêu á cứ tự động bật chế độ sớm vậy ha? Sao? Ủa chuyện có người yêu sao mà ganh tị với em dữ vậy? Trời, ai nói chị không có. Chị muốn có là có thôi. Nhưng mà chị không muốn vậy. Tự nhiên á, đang yên, đang lành, yêu đương chi cho nó khổ vậy? Có phải là mình sống độc thân như vậy mình sướng hơn không? Muốn mê trai nào thì mê. Ủa, thì còn anh hai em sao? Hết rồi. Chị đã hết mê anh trai của em rồi. Gu của chị đã đổi rồi. Bây giờ con tim của chị đã hướng về một người khác. Em đừng có nhắc tới cái thời kỳ fan cuồng ngây dại của chị nữa. Nếu đường là cơn gió phiêu du, nguyện lòng mình giữ yêu thương. Dù mong manh thoáng dày giữa dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu gió miên man một lần dừng chân. Giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh rồi buồn nơi xót xa. Không nghẹn tìm nơi đâu yên bình, vì tình yêu với danh vọng quá vô tình. Đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài, vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau cho sau bao tổn thương. Ngàn đắng ngân mắt trong đời anh bao khát vọng,
và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.